mình xuất hiện rồi. Bây giờ chuẩn bị nha, hai má con mình hôm nay sẽ mặc đồ này đi đâu bà biết không? Đi đâu? Đi đâu? Đi học. Không phải đi học. Hôm nay thì hai má con của Hà mặc đồ đôi giống nhau, cả hai cùng hóa trang làm Batman để đi một sự kiện trong trường của bầu, đó chính là Mom and Son Superhero Dance. Rồi, chuẩn bị 1 2 3 múa nha. 1 2 3 4 đi, let's go. Bây giờ chuẩn bị xuất phát mà. Mọi người thấy là toàn Batman toàn là không, đợi em ra chắc. Đợi quanh xe. Yes, I'm okay. Tự nhiên hỏi ai vui khơi mất cười. Chắc nãy giận bông nó thấy Hà nhảy cả tưng tưng khùng quá nên hỏi Hà có khỏe không. Bông ơi, bông chỉ nhục máu. Chúng ta chuẩn bị bắt đầu đi thôi. Batman người ta thường thường là ta bay không mà, còn Batman này là chạy xe. Xong. Ừ, mình lên trường mình gặp các bạn nha. Tại anh không vững. Chạy xe. Trường này của bầu thì cũng gần nhà mình thôi, chạy xe chắc khoảng 1 phút á. Ủa nhớ đúng giờ ta sao vắng vậy? Đúng giờ mà. Sao vắng vậy? Chắc mọi người đậu xe ở phía trước rồi, có gia đình mình đậu xe phía sau thôi. Tới nơi rồi mọi người ơi. Xuống xe xuống. Hai mắt con mình cùng ba nha. 1 2 3 bay, 1 2 3 bay, nhảy lên nha. 1 2 3 nhảy lên. Yeah, hên quá, đã thấy có người mặc đồ hóa trang giống mình rồi. Hồi nãy giờ Hà cứ tưởng có mình hai má con hóa trang chắc quê chết luôn á. Tại vì lần đầu tiên Hà có con tới tuổi đi học ở bên Mỹ á, nên cũng còn nhiều cái lơ ngơ lắm, chưa biết mấy cái phong trào như thế nào. Đây là các hội trường sẽ diễn ra buổi tiệc ngày hôm nay nè mọi người. Thì buổi tiệc này người ta tổ chức với giá vé là 8 đô cho người lớn và 5 đô cho em bé. Thì Hà đã mua tổng cộng 4 vé cho gia đình của Hà. Trên sân khấu là có sẵn một số cặp mẹ con đang nhảy cùng với nhau á. Thì Hà cũng đang tập cho con trai Hà nhảy nhưng mà nó đang mắc cỡ mọi người ơi. Nó với lại nó vừa mới ngủ dậy á, đang còn ngại ngại. Hà sẽ dụ nó nhảy sao được. Hai mọi người, hôm nay thì cái event này giống như là một cái buổi tiệc, mọi người đi đến ta cướp vé thì mua vé là để vào tham dự và mọi người nhảy cùng với nhau, nhất là mẹ và con trai có thể mặc đồ đồng phục với nhau và nhảy. Bây giờ giá vé gồm có một cái phần bánh, cái một cái ly nước thôi, còn trong đó người ta bán thêm nhiều cái. Hà sợ là nhà ồn quá, Hà nói không rõ nên bây giờ Hà sẽ giải thích lại cho mọi người nghe rõ hơn nha. Cái này là Hà đang lồng tiếng á. Giá vé nó bao gồm một cái bánh cupcake và một ly nước thôi. Người ta cũng có bán những cái khoai tây chiên hamburger nhưng mà cái đó mình phải bỏ tiền ra mua. Ngoài ra thì nhà trường còn chuẩn bị những hoạt động cho các bé như là trang trí mặt nạ nè, rồi làm rối que hình siêu nhân, rồi trò chơi với đất nặng để cho những bé nào mà không thích nhảy nhót á, các bé có thể tham gia các hoạt động đó với mẹ của mình. Chẳng hạn như là con trai của Hà nè. Buồn ghê mọi người, con Hà nó không có cái gen tưng tưng giống Hà, nó không thích nhảy. Nên bây giờ Hà đang tìm, Hà sẽ quay cho mọi người xem những cái khung cảnh xung quanh và cái hoạt động mà hai mẹ con hoạt động với nhau nha. Nhìn cái giấy minh họa là mọi người có thể hình dung được đây là khu vực để trang trí mặt nạ đúng không?
Cái tờ giấy này nội dung của nó rất là dễ thương mọi người, thì dành để cho các bé thể hiện tình cảm của mình dành cho mẹ. Rồi dịch ra có nghĩa là mẹ ơi, mẹ là anh hùng của con, bởi vì lý do gì đó, thì các bé sẽ ghi ra. Đây, con trai của Hà nó đang đam mê với cái hoạt động tạo hình nè. Ở nhà nó cũng thích nhảy nhót á, nhưng mà so sánh giữa nhảy nhót với tạo hình, nó thích tạo hình hơn. Nhìn mẹ con gia đình ta cười nhảy tới ham ghê á. Cười con mình, nhưng mà mọi người biết sao, Hà rất là tôn trọng quyền tự do cá nhân của con. Nếu mà nó không thích thì Hà không có ép nó đâu, thì có thể mình dụ dụ nó chút xíu. Nhưng mà tại vì mỗi người có sở thích khác nhau, con của Hà nó rất là thích về nghệ thuật sáng tạo, nghệ thuật vẽ, nên trang trí này nọ gì, nên Hà rất là tôn trọng quyết định của nó. Thôi bây giờ quay lại hoạt động nghệ thuật với con trai của mình thôi, bỏ nó nãy giờ lâu rồi. Con Hà nó hứa với Hà là sau khi nó làm xong con khủng long, nó sẽ ra ngoài sân khấu nó nhảy với Hà. Thì đó là một cái chiến thuật dụ dỗ, bởi vì Hà đang kiên nhẫn ngồi chơi khủng long với nó. Thực ra nó cũng có khiếu về nghệ thuật lắm mọi người. Bởi vậy khi mà thấy đất nặng, giấy vẽ gì đó nó nhào vô, nó không còn muốn chơi cái gì nữa. Cái chân vậy là nó yếu lắm nha. Yeah, kết quả là Hà đã dụ thành công con trai rồi, Hà ra nhảy chân của mình rồi. Mọi người thấy Hà mấy con nhảy mắc cười không? Cái cách nhảy là khi mà nó freeze một cái là mình phải đóng băng lại, đợi tiếng nhạc vang lên mình lại nhảy tiếp. Mọi người coi mấy bé nó nhảy nó lắc thấy thương nha chị. Nhảy một hồi xong thì đam mê nghệ thuật nó lại trỗi dậy, nó bắt lại làm nghệ thuật với nó tiếp rồi mọi người. Bây giờ tới lượt con gái của Hà bị Hà lôi ra nhảy nhót rồi. Tội nghiệp hai đứa con của Hà ghê chưa. Nó giận chứ, tại vì Hà thấy là không khí lễ hội như vậy thì mình phải nhảy nhót một chút xíu cho nó vui đúng không.
nó vậy thôi, chứ con mình nó đâu mình phải đi theo nó để trông chừng con chứ, đúng không mọi người? Thì với lại đây là thời gian mà để hai mẹ con trải nghiệm thời gian bên nhau, thì nó thích cái gì thì mình làm theo nó thôi. Và bây giờ Hà đang trang trí mặt nạ với con gái của Hà. Những gian hàng trang trí này là miễn phí hết nha mọi người. Thì trong tiền vé nó đã tính tiền hết cho mình rồi, nó chuẩn bị sẵn những nguyên vật liệu để dành cho các mẹ con có thời gian vui vẻ bên nhau. Con trai Hà nó vẫn trung thành với cái cục đất nặng của nó. Nó thích nặng ghê luôn á. Đây là tác phẩm hoàn thành của Hà và con gái. Hà đang dùng dây để buộc lại cho bé có cái mặt nạ đó. Tại vì Hà với lại đứa con trai nó có mặt nạ rồi, đứa con gái nó không có mặt nạ, nó tội nghiệp, nó cũng buồn. Tại vì con không có mặt nạ nữa, má với con đã cùng nhau làm một cái mặt nạ. Tiếng nhạc Baby Shark vang lên, thế là bà Bông bà tự nguyên chạy ra nhảy luôn. Bác Hà phải dẫn ra nhảy. Lần này không phải Hà ép buộc con cái Hà đâu nha. Con trai Hà chơi với đất nặng hoài á, nên Hà có gợi ý nó là bây giờ làm siêu nhân với Hà, những con rối siêu nhân thì Hà ấy, má con sẽ làm siêu nhân mẹ và siêu nhân con. Mọi người hãy đón xem coi hai siêu nhân có trông như thế nào nha. Mọi người thấy sao về hoạt động nhà trường tổ chức như thế này? Theo Hà đó, thì Hà rất là thích những cái hoạt động như vậy. Tại vì nó tạo cơ hội cho mình phụ huynh giao lưu với nhà trường và có thêm cơ hội gắn kết giữa mẹ con với nhau. Nhiều khi cuộc sống bận bịu mọi người, ba mẹ không có thời gian chơi với con cái, thì đây là những hoạt động rất là hữu ích để càng gắn kết thêm tình cảm của các thành viên trong gia đình với nhau. Thank you.
Để kết thúc video thì Hà xin mời mọi người hãy cùng xem qua một số điệu nhảy dễ thương của các bé nha. Và đoán xem mọi người ơi, Hà đã tìm được một cái một nhân vật Batman luôn, cũng giống như Hà đó, nhảy rất là điêu luyện, dạy Hà nhảy luôn. Đó là con của một phụ huynh khác và vô tình Hà với lại cái nhân vật Batman đó lại gọi là một cặp đôi nhảy chung với nhau rất là ăn ý. Mọi người cùng xem nha. Anh chàng đấy, anh chàng đó ở đang đứng ở kế bên Hà đó. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem video Hà chia sẻ về những khoảnh khắc vui chơi của gia đình Hà. Rất mong là mọi người sẽ yêu thích cái nội dung video này. Và mọi người ơi, Hà rất cần những cái nhấn nút theo dõi. Nếu mà mọi người thích nội dung đó thì những nội dung của kênh YouTube của Hà thì mọi người cho Hà một nhấn nút theo dõi nha, để làm động lực cho Hà tiếp tục phát triển cái kênh YouTube này. Cảm ơn mọi người, bye mọi người. Thank you for having me here today.